Airbus A350-1000 là phiên bản lớn nhất của dòng máy bay thân rộng hai lối đi, hai động cơ hiện đại Airbus A350. Trong cấu hình ba hạng ghế tiêu chuẩn, sử dụng loại ghế hạng phổ thông rộng 18 inch với tiện nghi hiện đại, chiếc máy bay có thể chở tới 366 hành khách. Với chiều dài lên tới 74m, chiếc máy bay có thể đạt tầm bay lên tới 14.800 km, phù hợp cho các chặng bay tầm xa và xuyên đại dương. Airbus A350-1000 có thể coi là dòng máy bay kế thừa phiên bản Airbus A340-600 và cạnh tranh trực tiếp với dòng Boeing 777-300ER hiện tại cũng như Boeing 779 trong tương lai. Với ưu thế về thiết kế khí động học mới nhất cùng công nghệ tiên tiến hơn, Airbus tuyên bố phiên bản Airbus A350-1000 với 369 ghế cho phép tiết kiệm 25% chi phí nhiên liệu trung bình trên mỗi ghế so với phiên bản Boeing 777-300ER với 360 ghế hiện nay. Thậm chí, Airbus ước tính so với Boeing 779, A350-1000 có trọng lượng nhẹ hơn 35 tấn và chi phí khai thác thấp hơn 15% với tầm bay lớn hơn khoảng 700 km. Airbus A350-1000 có chiều dài lớn hơn khoảng 7m so với phiên bản tiền nhiệm Airbus A350-900. Do vậy có thể chở nhiều hơn khoảng 40 khách và tăng thêm khoảng 40% diện tích khu vực cabin cao cấp. Máy bay được trang bị động cơ Trent XWB-97 với lực đẩy lên tới 97.000 pound, lớn hơn khoảng 15% so với phiên bản trước. Trọng lượng cất cánh tối đa khoảng 308 tấn so với 275 tấn trên A350-900. Thiết kế cánh lớn hơn khoảng 4% cùng với việc có thêm bánh xe ở càng đáp, giúp cho A350-1000 có tốc độ hạ cánh thấp hơn và lực tiếp xúc với đường băng thấp hơn, giúp việc hạ cánh nhẹ nhàng hơn. A350-1000 sử dụng thiết kế và vật liệu thay thế tương đồng tới 95% so với A350-900. Airbus hoàn thành việc lắp ráp A350-1000 vào tháng 4 năm 2016. Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên được thực hiện vào ngày 24 tháng 11 cùng năm tại Toulouse, Pháp. Sau không đầy một năm, A350-1000 được cấp chứng chỉ chủng loại bởi cả Cơ quan An toàn Hàng không châu Âu EASA và Cục Hàng không Liên bang Mỹ FAA vào ngày 21 tháng 11 năm 2017. Có 3 chiếc máy bay được sử dụng cho quá trình bay thử nghiệm với tổng số giờ bay tích lũy khoảng 1.600 giờ, trong đó có 150 giờ bay thử nghiệm với cùng một chiếc máy bay trong điều kiện khai thác bình thường của một hãng hàng không. Bên cạnh đó là hàng loạt các thử nghiệm khắc nghiệt về tính năng và cấu trúc vượt quá các giới hạn được thiết kế để đảm bảo dòng máy bay có thể khai thác trong mọi điều kiện cho phép. Airbus A350-1000 đang có khoảng 170 đơn đặt hàng đến từ 11 khách hàng, trong đó có một số hãng hàng không lớn như Qatar Airways, Etihad Airways, British Airways, Virgin Atlantic, Cathay Pacific, Japan Airlines. Cũng giống như phiên bản A350-900, Qatar Airways sẽ tiếp tục là hãng hàng không đầu tiên khai thác dòng A350-1000. Chiếc máy bay thương mại đầu tiên dự kiến sẽ được Airbus bàn giao cho Qatar Airways trong tháng 2 này. Vào ngày 26 tháng 1 vừa qua, Airbus A350-1000 đã bắt đầu chuyến hành trình bay biểu diễn và chào hàng tại khu vực Trung Đông và châu Á, Thái Bình Dương kéo dài khoảng 3 tuần. Chiếc máy bay trình diễn mang số hiệu sản xuất MSN-065 bay tới 12 thành phố với tổng quãng đường là 55.000 km, đó là Doha, Muscat, Hồng Kông, Seoul, Đài Bắc, Hà Nội, Singapore, Bangkok, Sydney, Auckland, Tokyo và Manila.
Hôm 2 tháng 2, Airbus A350-1000 cũng đã có chuyến bay biểu diễn tại sân bay Nội Bài sau khi đến sân bay này một ngày trước đó. Chiều tối ngày 3 tháng 2, tàu rời Hà Nội tới Singapore để trình diễn tại triển lãm hàng không Singapore Air Show. Chiếc máy bay này là một trong 3 chiếc máy bay sử dụng cho quá trình bay thử nghiệm của dòng Airbus A350-1000 và được trang bị đầy đủ nội thất để giới thiệu cho khách hàng lần này, với cấu hình gồm 40 ghế hạng thương gia, 36 ghế hạng phổ thông cao cấp và 219 ghế hạng phổ thông. Cách đây hơn 3 năm, Hà Nội cũng là một trong những điểm đến trong tour chào hàng của dòng Airbus A350-900.